Hôm nay chúng ta học một bài cuối của chương 2 và cũng là bài trọng tâm và quan trọng nhất của chương này. Đó là bài 50, hệ sinh thái. Qua bài này, các em phải nêu được cho cô khái niệm hệ sinh thái. Mối quan hệ chủ yếu giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái thông qua việc tìm hiểu chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Chúng ta bước vào phần 1 La Mã. Thế nào là một hệ sinh thái? Cô khái quát những kiến thức của chương 2 hệ sinh thái bằng sơ đồ sau. Tập hợp những con voi thứ nhất, con voi thứ hai, con voi thứ N cùng sống tại một khu vực rừng nhiệt đới trong một thời điểm nhất định gọi là quần thể voi. Và những con voi này nó phải có khả năng sinh sản để tạo thành những thế hệ mới. Tương tự thì tập hợp những con nai cùng sống trong rừng mưa nhiệt đới là quần thể nai. Tập hợp các cây lim là quần thể lim. Còn rất nhiều loài khác nhau nữa thì chúng ta sẽ khái quát lại như sau. Tập hợp các cá thể D1, D2 cho tới DN gọi là quần thể D. Thì các quần thể này là các loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định là rừng mưa nhiệt đới. Và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau. Chúng tác động qua lại với nhau gọi là quần xã sinh vật. Và quần xã sinh vật này cộng với môi trường sống mà quần xã sinh sống thì được gọi là hệ sinh thái. Vậy thì thế nào là một hệ sinh thái? Hệ sinh thái bao gồm quần xã và khu vực sống của quần xã, sinh cảnh. Các em quan sát tranh. Hãy nêu những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng. Các em bấm dừng video để trả lời câu hỏi. Rồi sau đó là bấm play để xem thử đáp án của mình có chính xác hay không. Thành phần vô sinh là những thành phần không sống được, bao gồm có đất, nước, nhiệt độ, ánh sáng. Thành phần hữu sinh là những thành phần sống được. Trong cái hệ sinh thái rừng này thì bao gồm có động vật, thực vật và vi sinh vật là những loài sống được. Động vật, ví dụ như là hổ, cày, bọ ngựa, cú mèo. Thực vật như là những cây gỗ lớn, cây gỗ nhỏ, cây bụi, cỏ. Vi sinh vật, ví dụ là nấm, vi khuẩn. Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào? Thì lá và những cái cành cây mục này là những nhân tố vô sinh, chúng là thức ăn của những vi sinh vật phân giải như là nấm, vi khuẩn và giun đất. Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của động vật rừng? Cây rừng là thức ăn, nơi ở, nơi trú ẩn, nơi sinh sản của động vật rừng và nó sẽ tạo khí hậu ôn hòa cho động vật sinh sống. Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật? Động vật rừng ảnh hưởng tới thực vật như là động vật ăn thực vật, đồng thời nó sẽ góp phần phát tán thực vật đi xa, cung cấp phân bón cho thực vật, giúp thực vật thụ phấn. Ngoài ra thì xác của động vật chết cũng cung cấp một cái lượng chất mùn rất lớn cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì sẽ xảy ra đối với các loài động vật? Nếu rừng cháy thì động vật sẽ mất nơi ở, mất nguồn thức ăn, nơi trú ngụ, nguồn nước. Khí hậu lúc này sẽ khô hạn, động vật sẽ chết hoặc là phải đi di cư đến nơi khác. Vậy thì cháy rừng là do những nguyên nhân nào?
Chúng ta biết cháy rừng chủ yếu là do hoạt động của con người. Con người đốt rừng làm nương rẫy, con người phá rừng để làm nơi ở. Và ngoài ra cũng do một phần của thời tiết. Khi mà thời tiết hanh khô và có sấm chớp thì cháy rừng sẽ xảy ra. Vậy em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài sinh vật với các nhân tố vô sinh của môi trường? Các loài sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Ở phần mở bài, cô đã giới thiệu khái quát về hệ sinh thái. Chúng ta cùng hệ thống lại cấu tạo của một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, bao gồm có các yếu tố khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, các chất vô cơ như là CO2, SO2, nước, phosphor, nitơ, các chất hữu cơ như là protein, lipid, vitamin. Cái này tạo thành vô sinh, thành phần vô sinh. Các em quan sát lại cấu tạo của một hệ sinh thái hoàn chỉnh để trả lời câu hỏi. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm những thành phần chủ yếu nào? Các em chú ý đến thành phần hữu sinh của hệ sinh thái. Thì thực vật là những loài có khả năng hút nước và muối khoáng, sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tự tổng hợp các chất hữu cơ, cung cấp cho các sinh vật khác. Thì thực vật được xem là sinh vật sản xuất. Động vật không có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ mà phải lấy nguồn dinh dưỡng này từ thực vật, nên động vật là sinh vật tiêu thụ. Vi sinh vật có khả năng phân giải xác của động thực vật trả lại một phần cho môi trường, nên vi sinh vật được xem là sinh vật phân giải. Vậy thì một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu. Đó là các thành phần vô sinh như đất, đá, nước, thảm mục, sinh vật sản xuất là thực vật, sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt, và cuối cùng là sinh vật phân giải như là vi khuẩn, nấm. Điều gì sẽ xảy ra nếu như một yếu tố sinh thái bị thay đổi? Ví dụ, lượng nước bị giảm. Nếu như một yếu tố bị thay đổi, thì các nhân tố khác cũng sẽ bị biến đổi, ảnh hưởng đến hoạt động sống của các loài sinh vật và gây mất cân bằng sinh thái. Cô giới thiệu một số hệ sinh thái thường gặp. Hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái vườn quốc gia Tràm Chim, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái thảo nguyên, hệ sinh thái nước chảy, suối, sông. Các em ghi bài. Hệ sinh thái bao gồm quần xã và khu vực sống của quần xã, sinh cảnh. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Ví dụ, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái: nhân tố vô sinh, đất, đá, nước, thảm mục. Sinh vật sản xuất thường là thực vật. Sinh vật tiêu thụ bao gồm có động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật, sinh vật phân giải, vi khuẩn, nấm. Các em chú ý, sự trao đổi chất trong hệ sinh thái tạo thành chu trình khép kín. Trong môi trường thì có các chất vô cơ như là CO2, nước, phosphor, nitơ thì cung cấp
CO2, nước và ánh sáng cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Thực vật là thức ăn cung cấp cho động vật. Sau khi động thực vật chết, thì xác của chúng được vi sinh vật phân giải tạo thành các chất vô cơ trả lại cho môi trường. Nên chúng sẽ tạo thành một cái vòng tuần hoàn như thế này. Trong hệ sinh thái, mối quan hệ nào là thường xuyên và quan trọng nhất? A. Quan hệ giới tính. B. Quan hệ nơi ở. C. Quan hệ dinh dưỡng. D. Quan hệ cha mẹ, con cái, bầy đàn. Đáp án của chúng ta là C. Quan hệ dinh dưỡng được thể hiện qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Vậy chúng thể hiện như thế nào và có mối quan hệ gì? Chúng ta sang phần 2 La Mã, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Một nhỏ, thế nào là một chuỗi thức ăn? Các em quan sát tranh và chú ý cho cô các mũi tên. Phần gốc của mũi tên thể hiện cho sinh vật bị phần ngọn của mũi tên ăn. Cô lấy ví dụ nè, cây gỗ là phần gốc của mũi tên. Bị các sinh vật ở phần ngọn của mũi tên ăn như là hươu, sâu ăn lá, chuột, v.v. Tương tự, các em hãy quan sát và nêu cho cô thức ăn của chuột là gì? Thức ăn của chuột là cây cỏ, cây gỗ, sâu. Động vật nào ăn thịt chuột? Động vật ăn thịt chuột là cầy, rắn. Mối quan hệ giữa ba loài này được thể hiện như sau. Đây, chuột ăn sâu và rắn ăn lại chuột. Chúng ta đọc, sâu là thức ăn của chuột, chuột là thức ăn của rắn. Tương tự, hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống ở các chuỗi thức ăn sau. Cái này được gọi là một chuỗi thức ăn nha. Sâu là thức ăn của bọ ngựa và bọ ngựa là thức ăn của rắn. Đây là một chuỗi gồm có 3 sinh vật. Cây cỏ là thức ăn của sâu. Sâu là thức ăn của cầy. Cây cỏ là thức ăn của hươu và hươu là thức ăn của hổ. Hãy điền tiếp các từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích đứng sau tiêu thụ. Hãy sắp xếp các sinh vật trong chuỗi theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái. Chuỗi này bao gồm có 5 sinh vật. Thực vật là thức ăn của chuột, chuột là thức ăn của cầy, cầy là thức ăn của đại bàng và đại bàng sau khi chết sẽ là thức ăn cho vi sinh vật. Thì giống như lúc nãy chúng ta học, thực vật là sinh vật sản xuất, chuột, cầy, đại bàng là sinh vật tiêu thụ và cuối cùng vi sinh vật là sinh vật phân giải. Chuột được gọi là sinh vật tiêu thụ cấp 1 tại vì chuột là sinh vật tiêu thụ ăn sinh vật sản xuất. Cầy được xem là sinh vật tiêu thụ cấp 2 tại vì cầy ăn thịt chuột. Đại bàng là sinh vật tiêu thụ cấp 3. Chúng ta viết bài. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích đứng sau tiêu thụ. Ví dụ, cây cỏ, sinh vật sản xuất, là thức ăn của thỏ, sinh vật tiêu thụ bậc 1. Thỏ là thức ăn của cáo, sinh vật tiêu thụ bậc 2. Chúng ta làm bài tập ứng dụng. Viết các chuỗi thức ăn mà có sâu ăn lá tham gia. Các em bấm dừng video, viết thử vào giấy nháp, sau đó bấm play để xem đáp án có giống như đáp án của cô đưa ra hay không. Có 6 chuỗi thức ăn có sâu ăn lá tham gia. Và đây là đáp án của cô. Chúng ta xem thử nè.
Chúng ta sang phần 2 nhỏ. Thế nào là một lưới thức ăn? Cho biết những sinh vật nào đã tham gia từ hai chuỗi thức ăn trở lên. Đó là thỏ, cú, ếch, rắn, vi sinh vật và thực vật. Thì chúng tạo thành những cái mắt xích chung trong cái lưới thức ăn. Vậy thì dựa vào nội dung sách giáo khoa, hãy cho cô biết thế nào là một lưới thức ăn. Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. Các em quan sát tranh, hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái. Sinh vật sản xuất ở đây bao gồm có cây gỗ và cây cỏ. Sinh vật tiêu thụ bao gồm có sâu ăn lá cây, bọ ngựa, chuột, rắn, cày, hổ, hươu, đại bàng. Sinh vật phân giải bao gồm có vi sinh vật, nấm, địa y và giun đất. Đây là một cái lưới thức ăn hoàn chỉnh. Nó bao gồm rất là nhiều chuỗi thức ăn ở trong này và có một số cái mắt xích chung. Ở đây cô lấy ví dụ như là cây cỏ là một mắt xích chung, chuột là mắt xích chung, cày là mắt xích chung, hổ cũng là mắt xích chung. Nếu cày bị chết hết thì điều gì sẽ xảy ra đối với đại bàng và hổ? Nếu số lượng cày bị chết quá nhiều thì số lượng đại bàng và số lượng đại hổ sẽ giảm sút. Các em ghi bài. Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 phần: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Bài tập cho các sinh vật muỗi, ếch, rắn, đại bàng, chuột, mèo, lúa, thạch sùng, vi sinh vật. Hãy lập 3 chuỗi thức ăn khác nhau gồm 4 mắt xích. Đây là một ví dụ của cô. Muỗi là thức ăn của ếch, ếch là thức ăn của rắn và rắn là thức ăn của đại bàng. Tương tự, lúa là thức ăn của chuột, chuột là thức ăn của mèo và mèo là thức ăn của vi sinh vật. Muỗi là thức ăn của thạch sùng là thức ăn của rắn, rắn là thức ăn của đại bàng. Chúng ta thấy cái ví dụ số 1 và ví dụ số 4 này nó hơi giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở một cái mắt xích, đó là ếch và thạch sùng. Nhưng mà các em chú ý nè, chỉ cần một mắt xích khác nhau thì nó cũng đã tạo ra hai chuỗi thức ăn khác nhau rồi. Được chưa? Củng cố cho các chuỗi thức ăn sau. Hãy xây dựng một lưới thức ăn và xác định mắt xích chung lớn nhất. Phần này cô sẽ giao thành bài tập về nhà cho các em tự làm. Bài tập kiểm tra đánh giá. Câu 1. Khi một con cáo ăn một con thỏ, khi đó con cáo là A. Sinh vật sản xuất, B. Sinh vật tiêu thụ cấp 1, C. Sinh vật tiêu thụ cấp 2, D. Sinh vật tiêu thụ cấp 3, E. Sinh vật phân giải. Đáp án của chúng ta là C. Sinh vật tiêu thụ cấp 2. Câu 2. Hệ sinh thái gồm A. Quần thể sinh vật và sinh cảnh, B. Quần xã sinh vật và sinh cảnh, C. Các cá thể và sinh cảnh, D. Các quần thể sinh vật cùng loài và sinh cảnh. Đáp án của chúng ta là B. Quần xã sinh vật và sinh cảnh. Câu 3. Tại sao hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định? A. Vì sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. B. Vì sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau, kìm hãm nhau. C. Vì sinh vật trong quần xã luôn cạnh tranh nhau. D. Vì sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau, đồng thời tác động lên các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Đáp án của chúng ta là D. Câu 4. Em hãy chọn nội dung cột A sao cho phù hợp với nội dung cột B. Thứ nhất, hệ sinh thái. Ta nói với câu G,
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã, gọi là sinh cảnh. 2. Sinh vật sản xuất. Chúng ta sẽ nói với A. Sinh vật sản xuất thường là thực vật. Câu 3. Sinh vật tiêu thụ. Sinh vật tiêu thụ là động vật. Câu số 4. Sinh vật phân hủy là vi khuẩn, nấm. Một chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắc xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắc xích đứng sau tiêu thụ. Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung. Dặn dò, các em học bài này thật là kỹ. Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Đọc mục em có biết. Chuẩn bị bài từ bài 31 cho tới bài 50 để tiết sau chúng ta ôn tập giữa học kỳ 2. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã theo dõi và chú ý lắng nghe.